nghệ sĩ đã quá cố á, nghỉ ở đây, thành ra này cũng mới biết lần đầu tiên luôn. Dạ. Là quê mình ở đâu chú? Ở An Giang. Dạ. Mình là thường xem chú Vũ Linh hát không chú? Dạ thường. Là vợ tôi mà nói Vũ Linh với Vũ Linh ca mà tăng cổ mà dắt chưa đó là kể như là nó bắt trực tiếp luôn đó, không có tắt giờ nào đó. Dạ. Đây nè, cái quần xanh. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là cô bận đồ bộ xanh là bà xã của chú. Dạ dạ dạ. Còn cái cô bận chị bận áo màu màu hồng là sao? Chị thứ ba, chị dâu của vợ, còn ông đó là anh vợ. Dạ. Mình đã biết chú ăn nghỉ đi lâu rồi nhưng mà lần đầu tiên mình mới tới đây. Dạ, tại dạ, quê đi lên đây làm đó, bữa nay ở không đi viết. Dạ. Cô làm ở đâu lận cô? Con chào cô. Chờ chợ mới mình. Không, hiện giờ mình làm ở đâu á? Mình làm công ty gì? Đi làm hồ á cô. Dạ. Làm hồ, có dạ, phải làm hồ. Cô chú làm hồ luôn hả? Cô lượm dạ, cái hoa đào giùm con lên trên cái vỏ đi cô, cái giống á. Ở trên á. Vậy là đây về về đang chiều bắt thôi. Dạ. Cho các cô khán giả. Ai bé này chụp ra tao với ông Tư mày ơi bé. Cái cô là bây giờ là có cái cảnh này chụp đẹp lắm á, Tết nè. Chụp làm sao rồi lấy hình? Giữa hay gì? Đó, tôi chụp cho, nữa tôi gửi qua điện thoại cho. Đi vô đây. Rửa gì, rửa trực tiếp luôn. Không có, nữa tôi gửi qua điện thoại cho Dượng. Rửa trực tiếp gì ông già. Tôi nói gì, Dượng rửa. Ừ, đúng rồi đó, chụp như bắt dao đẹp lắm. Dạ, đó, cô chú chụp chung. Không, chào mèo. Đúng rồi. Lấy luôn cái mộ luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Về coi tấm nào đẹp nha. Rồi đó, tôi chụp ba tấm luôn rồi. Rồi, gia đình mình vô chụp chung luôn đi cô. Anh em chụp giùm cho. Dạ. Cô chú là bữa nay tới mộ có cái cảnh này chụp rất là đẹp nha. Cái màu xanh này nè nó lên hình nổi lắm cô chú anh chị. Mấy cái lá hay cần hoa đi cho tròn nè. Mấy cái lá nó nở thương quá à. Thế sao. Đéo mèo. Cái giống này nè, chấm rồi đó, chấm rồi đó nha. Tôi chấm rồi đó. Sao chú lên mộ 6 người sao chú? À, cũng được. Dạ cũng bình được. Thường. Bình thường. Dạ, cũng được. Bà dạ, mới nghe vô mới hồi hộp nha. Cái gung cạch nhá. Ờ. Tại vì cũng mình cũng nghe cái gung cạch nhá. Dạ. Ờ hộp. Dạ, phải tự động mình dạ, đó. Ờ vô đốt nha mà chín nha nha. Qua đây cho cháu quay pin nè em. Dạ. Đốt 9 cây hả chú? Ờ đúng, ờ đốt 9 cây. Vô con mắt này coi. Đứng đây đi. 9 cây là mình đốt mấy mộ thôi. Mà đốt chung cả gia đình mà nó gom được cái bàn thờ đó. À, vậy đó. Rồi đốt chung. Hồi giái rồi gắn phù hộ cho vợ chồng con cái yeah, cho em mạnh dỗi cô chú em út gì đó. Dạ. Yeah. Đó. Rồi vô cái xin ý kiến. Dạ. Yeah. Treo này kia nọ. Rồi hỏi em lại. Dạ. 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 Cái chỗ đó là chú là tin tưởng gì đâu nãy rồi hồi nãy là con nói là chú là vua đó thì chú ứng ốc luôn á. Dạ. Mình sững tức đấy rồi. Dạ. Gắn bình tĩnh lại. Dạ. Vậy là lúc nãy là cũng có đó. À, vô. Dạ. Vô sinh. Dạ. Rồi vô ứng là ứng ốc liền nha. Dạ. Vô chấp đốt chín cái nhà rồi giái lại gắn cái rồi giái à cô chú anh chị em út con cháu của vợ chồng con cái tụi mình giỏi. Dạ. Đó từ chỗ đó. Nói từ cái chỗ đó rồi là hai chồng chạy vòng vòng tham quan theo cái khu nhà mộ nhà. Dạ. Cái nhà rất là quan trọng. Nó thì đó. Dạ đúng rồi. Nó là nhà mộ.
cái tiền đó. Hồi nãy gấp đi quá không thôi đứng quay tôi quay lại phía này. Ba của chú đó cũng mới mất đó, là cái bên đó. Vậy là dạ. À, bước vô cái nhà thờ ở bên đây trong. Vậy sao? Dạ. À, thấy cái mộ mới đó. À. Cô đứng qua quay mãi. Cô bữa nay là cô mặc cái áo vàng mà vô đây là đúng bài luôn á. Dạ, rất là đẹp luôn á. À, vô cái chỗ đó đúng bài luôn á. À, chú chụp về làm kỷ niệm luôn nè. Đó, thấy không vậy? Tay chưa? Đó. Đẹp quá. Bánh à. Chân đồ nè, rồi áo bà ba. Cho cô mượn cái nón ra nón đá rồi đó. Dạ, đây. Đây, gửi lại. Dạ. Đẹp hả chị? Tết mà cô chú tới đây là mặc áo màu ba, à, áo dài quá. Đồ ha, là đúng luôn á. Đúng rồi. Kiểu miền quê hả chị? Anh vô đây mượn em có shop, đừng có shop. Cô chú anh chị ơi, hiện tại là anh áo vàng xịt nước. Cô chú anh chị ơi, tưới nước buổi trưa. Trời ơi, chết rồi, anh em cản mà không được luôn nè. Đó, cô chú anh chị ơi. Nó mà đời nắng rồi xong mình xịt để chịu xíu đi. Thế rồi anh tưới liên tục luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xong phim rồi. Xong phim rồi cô chú anh chị ơi, hiện tại bây giờ rồi bé mèo tặng hắn luôn. Ồ, giờ ông nghỉ được chưa kìa. Ồ, coi kìa, coi kìa. Bảo vệ mộ chú ghê không. Rồi, mèo đi rồi. Đi lấy gì mèo? Lấy cây chổi. Lấy cây chổi, không biết luôn. Đó, tới công chuyện luôn rồi. Đó, đó. Rồi, tới công chuyện rồi. Dạ, để anh Ngọc anh chụp. Anh chụp đẹp lắm chú. Rồi, cô chú vô. Đứng góc là đúng góc đây. Dạ, người góc đúng rồi. Thấy không? Dạ. Ok. Vô bên đây luôn. Hai chồng. Ừ, có bù hôi không kìa. Chết rồi, bé mèo với anh nấu vàng. Dạ, nắng. Có cây dù á cô, có cây dù á. Nóng quen rồi. Có cây dù á, cô chú lấy cây dù rồi đi chụp hình tham quan xung quanh. Đó, dạ, mộ hồi đó mộ cậu không có gì, sao giờ này mộ cậu có đẹp không? Hồi đó mộ cậu không có gì hết hả? Giờ mộ cậu thấy quá trời đẹp luôn phải không mèo? Mèo thấy đẹp không? Cái này mấy đem vô cắt nè. Sao hả? Thỉnh làm gì? Đem vô cắt thì mới cúng chim. Đây là cậu mà. Nên là không phải là con phụng mà con công. Nè, con chính là con công nè. Con công hả? Ừ, xem thấy giống con công mà. Công. Ở mà lấy gì vậy ta? Tại vì dưới hông cái này giống công nè. Thì ừ. Ê, như cái này là âm đĩa nè. Hả? Âm đĩa. Âm đĩa có ta nè. Âm đĩa, cái chữ này là chữ gì bé mèo? Chữ tao. Mèo biết không mèo? Thì chữ tàu thiệt mà. Cái này bằng mốt nè. Đừng đụng mèo, để hơn nướng ngã mèo. Cái này là con công. Đẹp ha. Thôi giờ đi ra ngoài đi. Rồi bây giờ là Tiên xin kết thúc clip của chú anh chị ơi. Nắng quá đó, nên là xin kết thúc clip ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa vui vẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like, để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.